Xin mời đại biểu M32 Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai tranh luận. Kính thưa Bộ trưởng, tôi cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời những vấn đề tôi đặt ra về quản lý mạng xã hội. Tuy nhiên, ba nội dung mà tôi đề nghị Bộ trưởng trả lời, vì sao lại xảy ra việc tình trạng là báo hóa mạng xã hội báo hóa và chậm lúng túng trong việc xử lý vụ việc vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng trên lĩnh vực mạng xã hội, và là trách nhiệm của Bộ trưởng cũng như là việc xử lý tập thể cá nhân mà quản lý nhà nước để xảy ra việc này, và Bộ có rút kinh nghiệm về việc này như thế nào, thì Bộ trưởng chưa trả lời tôi về những vấn đề nêu trên. Tôi mong muốn Bộ trưởng sẽ chia sẻ thực chất về việc này. Lật lại một số vụ việc mà cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông đã xử lý về việc vi phạm trên mạng xã hội, thì tôi cho thấy rằng là các cơ quan xử lý rất nhanh, chứ không phải chỉ có Bộ trưởng nói rằng là thiếu hành lang pháp lý khi vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra. Như vậy thì có phải chăng là những người vi phạm mà ít tiền hay là không có tiền thì xử lý ngay và luôn được, còn người có tiền thì sẽ là chậm và nghe ngóng trước xử lý sau? Thì xin Bộ trưởng cho biết thêm về việc này. Xin cảm ơn.